Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em và mọi người một sản phẩm. Đấy chính là lốc điều hòa của Mazda 323 và 4Laser. Nó cũng lắp chung với Mitsuzuri chạy chế bản An. Có thể nói là với cái thân lốc 212 này thì nó sử dụng cho rất là nhiều dòng xe. Từ Mazda này, Mitsu này. Đây là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây, nên mọi người nhìn này. Đây, đây là hàng mới luôn. Hàng liên doanh cao cấp. Đây. Thực ra là cái này chuẩn chỉ của nó thì nó là lắp 323 và 4Laser. Thì mặt bích nó chính xác luôn. Còn Jolly chúng ta cũng có thể lắp được. Nhưng mà có nhiều con thì nó không vướng thì không cần phải nhấc cái mặt bích kia. Còn có nhiều con chúng ta phải nhấc cả cái mặt bích này đưa sang. Tức là một khối bên trên này đấy ạ. Với cái dòng sản phẩm này là của nó là dùng ga R134 anh em nhé. Đây. Đây là 4 chân xuyên. 4 chân bắt lốc vào máy đấy. Hai mặt bích, một mặt bích hồi, một mặt bích cao. Buli này. Đây, buli của nó là dùng một rãnh này. Đây mặt hít là có 3 vấu. Đây, đây là hàng liên doanh cao cấp nên là anh em nhìn nó rất là chắc chắn này. Không bị nhợt nhạt này. Đấy. Hàng liên doanh cũng có rất là nhiều loại. Đây. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm đó chính là cái lốc điều hòa của Mazda 323 1.8 và 4Laser và Mitsuzuri chạy chế. Anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.